như là em Danh đang phát hiện cái con gì thực thể. Cái gì em Danh? Con gì em? Con gì á? Nó giơ cái càng nó kẹp em á. Bự không? Giơ càng bự không? Con này cũng to à. Em sợ được cái đầu nó, cái mình nó rồi. Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi vậy là im đồ rồi đó. Im đồ rồi. Có món ăn đây. Cố lên em Danh ơi. Em Danh hay lắm. Con này ít nhất cũng nửa ký. Bự dữ hả? Rồi. To lắm. To không? To lắm. Thiệt không? Đừng lên giả nghe. Nó bự lớn này nè. Trời ơi. Rồi em Danh đang phát hiện được con này anh ơi. Đang trong giai đoạn đang căng thẳng đây. Bây giờ. Em không móc bự ra. Không, cây nó kẹt em á. À, ở trong gốc cây hả? Gốc cây. Cố lên em ơi. Cả nhà ơi. Cái cầm con này nó nằm ở trong đây nó nằm trên đèn, nó kênh cứ ngắt luôn. Kênh cứ ngắt luôn hả? Em sợ được cái cạnh của nó rồi. Đừng có làm như em anh. Rồi xong rồi, xong rồi. Xong rồi. Nó kẹt cứ ngắt lại. Ổn không? Cần anh tiếp không? Được. Để em cố gắng kéo lên. Con gì vậy em? Cố lên em ơi, cố lên. Từ từ. Đừng manh động hả? Đừng manh động. Lên chưa em? Rồi xong, để luôn rồi, xong. Cái gì vậy? Cuối cuộc là con gì mà em làm anh thấy anh hồi hộp quá vậy? Em không biết mà cái càng nó bự lắm. Cái càng à? Em đụng dính cái càng nó bự lắm. Càng của biển. Rồi, vô gạo ơi. Ôi ơi. Đó là cái đá nè. Rửa sạch sạch em. Rửa. Ôi gạo rồi. Cái dũng nước sâu cập vô ăn đây. Xá là im rồi. Cả nhà ơi. Ôi là mèn con cua. Con cua đá nè. Ôi là mèn. Cái cục cho anh gọi cái Danh ơi. Nè. Đây hết biết con cua trẻ. Cua này sao cái càng nó màu xanh xanh anh? Nó tím tím hả? Đây cô chú anh chị. Hết hồn chưa? Hết hồn, con cua nó bự luôn. Con cua luôn. Đúng là cua đá biển nó có khác hơn cua đá ở trong vuông mình ha. Ôi nó kẹp anh Danh ơi. Nó ăn canh. Đó, vậy là mình cũng có được món ăn rồi nha. Mình xem nè. Cái con cua đá nó bự.